Đi đi. Quay à? Ngại thế. Chả nói gì cả. Xấu hổ. Cứ đứng. Xấu hổ. Thay áo, đừng có quay. Đẹp, đẹp. Thôi, tớ ra từ ra sau rồi. Đấy, nhà đi em. Chị đúng. Các bạn làm gì? Bạn có cái này rồi. Nhặt đi. Giày ở trên giấy, rốt ạ. Mỏng thì nó mới nhiều. Bỏ mẹ. Thế là tiêm rồi, ít ra còn trên Dũng. Bao nhiêu? Dũng là 500 này, Phan là 1.000 này, Ngọc là 1.200 này. Hiếu, Hiếu 1.500. Sơn tiêm nhất là 20.500 đồng. Ai Phan đây? Ai mua đi, đưa tớ làm gì? Trẻ tiếp đi. Mình tuổi đấu năm. Oh shit. Mới vẽ lành. Mình tuổi đấu năm, có iPhone 4. Thật là sướng. Mày tụi em mừng tuổi iPhone đấy. Của Dũng thế. Mừng tuổi đấy, của Dũng nào. Mày cứ thế đi, chẳng biết để đâu. Nhấc lên thì tao ra sao? Mày cầm ra sợ quá. Đừng, đừng anh. Counter Strike. Nhấc, nhấc cây lên. Đây. Khổ. Mày bắt tao cầm như thế này à? Tay bẩn nha. Ngọc ơi, có túi ni lông vứt vào tủ lạnh này. Thế mà cầm, chả cầm này còn cầm nào nữa à? Cầm đi, cầm cái chày. Này, cầm cái bàn tay vào. May cái bì mà nó không có mùi. Đó. Vứt về đi nhá, để lại. Mở ra. Đến gì? Chúng ta cứ mở ví. Đến, năm nay thu hoạch được bao nhiêu? Xong rồi bắt đầu mở ví ra. Thế năm nay thu hoạch được cho bao nhiêu? Cho đây vào. Cất tí đi. Mấy tờ xanh hay đỏ đó, nhiều lắm. Thôi tớ không có hai tờ cho bạn Hiếu, là mỗi bạn một tờ thôi. Sao sao sao, ôi yêu thế. Quá, ông tầm này cũ. Bố không? Quá bằng chả nợ à. Tầm này cũ. Ôi tầm này mới. Sorry bao nhiêu, máy sorry bao nhiêu, số hiệu, mã số bao nhiêu? Đúng vậy. Đi đi. ZN. Hàng cũ mất rồi, đây các bạn anh này. Dũng nhá. Dũng nhá. Dũng nhá. Mày quá, đẹp quá, vỡ rồi. Hết. Múc là vỡ này. Úi sợ. Nghề của Trang rồi cậu ạ. Thằng như làm mỗi món này. Thế thì đập bố vào cái cho nó tông lại còn được cái bát làm cái gì. Cái bát này thì cái bát này không phải là. Tớ tưởng mày đập mấy quả vào cái bát ấy chứ. Thôi ăn vừa thôi. Xong rồi chỉ múc mỗi đồng đỏ thôi đúng không? Đúng rồi. Thông minh thật. Cái này kiểm tra này đấy. Chỉ thế thôi, trứng chân chỉ thế thôi. Không ăn thì chỉ thế, đau bụng. Trứng tiêu ơi. Khổ, tớ bảo đau bụng. Thế sao em không làm chứng nhận? Bạn băng hai. Mày ăn quả của Hiếu ấy. Quả của Hiếu ăn không ăn. Luộc luộc của anh đấy. Thịt bò của Hiếu chả ai mặn mà hay sao ấy. Không sao. Hải đài lắm, hải đài của không ai nữa ăn. Trứng thì múc lên được rồi đấy. Không ai ăn tiết à? Để nó ngủ quên ở đây. À, ăn đi. Nóng quá. Đây, 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 đây. Đây, rồi, xong rồi tớ chia cho các bạn. Đấy. Ôi, lấy cái môi con này này. Đây, 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 trên nhá. Đấy, đấy. Cắt đứt quan hệ đây. Chín. Ờ, không, không chưa chín đâu, này chưa chín. Ôi, cái này nguy hiểm đấy nhá. Ấy đi. Đấy, cái quả vỡ rồi, phần đấy, phần đỏ cho Ngọc ăn. Này, Ngọc ăn. Ngọc làm vỡ cho Ngọc ăn thế nào? Ăn đi Ngọc. Ngon mà. Hơi bị ngon đấy, vẫn ăn được. Ăn được, không sao. Nhìn nhé, nhìn nhựa rồi, không sao đâu. Cái gì mà mẹ? Bố. Rồi. Biết sao con cái ăn được. What the hell? What the fuck? Mày bảo mày quay đi. Rắc đồ dai. Lúc anh tưởng nó chụp mấy cái đứng yên mẹ mát lúc. Ờ, cứ nói đi.
đấy thì tí nữa lên phim nó thành đoạn trường hình. Nhưng mà nhìn trong Uzi nó mới nhận cái đoạn băng chạy thì vẫn cứ đứng yên. Bây giờ đang lặp lại như thế. Lúc nào nó có mấy gì có não đâu. Ngọc mà lại nói lại cái đi, lại cái đi, đi bộ về. Không, phải nói là từ lúc mà bạn ấy nhuộm tóc vào ngay giờ bạn ấy làm gì có não đâu. À, bán não để nhuộm tóc hả? À, thế lúc trước não màu vàng à? À tóc màu vàng à nhầm? Thì đúng rồi, trong đầu đời bên trong toàn cái dịch vụ màu vàng. Lấy cái đấy là nhuộm. À, thế trong não không có nếp nhăn thôi. À, não Ngọc có thẳng yên tóc ấy. Não phẳng. Ừ, đâu để móc tóc chứ để chưa não à? Ờ, đúng rồi mà. Cái này đồ. Duyên quá cô ạ. Cô cứ nói nữa đi. Cô cứ nói đi. Cô cứ nói nữa đi. Ăn cái này uống cái này. Ăn này uống xong khăn. Mày đừng có sang đây mày quay tao. Thôi, cố lên. Thì đấy là quay những người say. Hôm nay cho bạn Ngọc kiểu toàn tập luôn. Thôi mày. Đừng tìm hàng đâu. Toàn tập. Tưởng tập toàn Ngọc. Mình xe bên này. Các bạn cứ phải ngó. Sướng chưa? Đã chưa? Đã quá. Nói lại đi. Thôi mày. Mày tha cho tao đi mày. Hơi bị gần đấy. Tao xin mày. Quay đâu, quay đâu, quay đâu. Hết rồi. Đây này được chưa? Sung sướng chưa? Đâu mà. Để xem chúng nó làm việc nhau. Còn nét không? Máy này còn nét không? Không nét lắm. Máy này nét hơn. Máy này nét hơn, máy này cũ mà. Sony. Nhìn như cái thằng nghiện. Chuyện gì mày? Quay à? Quay à? Từ nãy giờ còn quay. Dìm cho bằng hết. Điện lại góc cao rồi. Mỗi con cái này thu tiếng hơi kém. Đang quay đang chụp ấy. Gì đâu? Cái thằng cao kiểu. Ngồi xuống đi hai cậu ơi, che hết cả đèn rồi. Mấy giờ? Đi về làm cua. Bờ hồ. Làm cua hồ. Làm bờ hồ với hồ Tây đi, xong rồi về.